Vâng, Tâm lại tiếp tục lên sóng nữa để nhằm cô chú anh chị mình tìm kiếm sản phẩm xe ô tô thì hãy liên hệ bên em để bên em có điều kiện để phục vụ cho cô chú anh chị nha. Con xe mà Tâm muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là con xe Vios, Vios E này thì sản xuất năm 2012 bản đủ. Là con xe này lúc trước là mua khoảng gần 700 triệu đó cô chú anh chị ạ. Lúc trước á, lúc mà chủ xe mua á, thì Tâm nói lúc trước đi, còn bây giờ thì nó lại rẻ rồi ha. Xe này bên Tâm đang bán cho cô chú anh chị bà con nhà mình là 285 triệu. Vừa nghe Tâm nói lên cái nghe hàng này nó nói không biết có lộn không, nhưng mà không có lộn đâu cô chú anh chị ơi. Để Tâm phân tích từ từ cho cô chú anh chị mình hiểu được cái xe vì sao mà Tâm kêu 285 triệu nha. Cái thứ nhất á, là cái xe này nó chạy chỉ có mới có 62.000, bao cho cô chú anh chị mình đi kiểm tra hãng. Cái Odo này là cam kết là không tua đồng hồ, và nước sơn rin bên ngoài hầu như là còn rất là nhiều, bắn tuốt lại một hai chỗ thôi, không có thành vấn đề. Cái mâm của nó là chưa có vết trầy luôn, bốn vỏ lớp của nó là mới tinh. Và đăng kiểm thì xe nào cũng phải đăng kiểm, tiền tỷ cũng phải đăng kiểm. Cái đó bỏ qua đi ha, đăng kiểm còn đèn đuốc nữa là sáng trưng luôn, đèn rin theo xe mà chưa hề đánh bóng đánh bát gì hết mà sáng trưng luôn. Bộ ghế nhung nỉ ở bên trong là còn mới cứng luôn, lúc mới mua là gia chủ họ đã đi bọc da lại rồi, nên bây giờ hiện giờ vẫn là ghế da, nhưng mà phần bên trong là ghế nỉ mới tinh. Cô chú anh chị mình thấy có con Vios nào mà nó mới cỡ mức độ này không? Chút nữa Tâm quay cái cần số với lại cái hoa lăng để nhà mình đánh giá phụ nha. Cần số với hoa lăng Tâm quay cho cô chú anh chị mình coi, đèn đuốc nó sáng trưng luôn nè, đèn của nó là đèn halogen sáng trưng luôn, mới cực kỳ là mới. Và Tâm cho cô chú anh chị mình đi tìm một con xe nào mà hơn được con xe này á, thì cho cô chú anh chị mình mất bao nhiêu thời gian cũng chưa chắc gì đi tìm được. Bởi vì đã tính tới thời điểm hiện nay là đã gần 10 năm rồi, gần 10 năm đến 10 năm rồi mà gia chủ chạy có 62.000 km thôi, thì cô chú anh chị mình thấy nó có độc không? Nó quá độc và quá lạ luôn. Tại sao mua xe về mà đi ít dữ vậy không biết nữa. Chạy 62.000 km, đồ đèn của nó mới thì thôi rồi luôn, mới tinh nè. Đó, Tâm cho nhà mình coi ha, từng ngõ ngách và chi tiết luôn. Bản đủ, Vios bản đủ sản xuất năm 2012, một chủ mua mới từ đầu. Một chủ mua mới từ đầu đi đúng 62.000 km. Xe nó rin dữ lắm, rất là rin luôn. Nước sơn rin của nó hầu như là còn nhiều, tuốt sơ sơ mấy cái góc cản lặt vặt linh tinh thôi. 62.000 km. Mình nhìn nè. Đó. Cái đĩa của nó mà nó còn bóng bóng hới luôn, và chưa có một cái vết xước vết khờn gì luôn. Và cái mâm của nó cũng là mâm đẹp luôn, không có trầy luôn nha cô chú anh chị. Vỏ lớp nè, vỏ là vỏ đun lớp. Keo chỉ bọng dè nè. Nó thật sự là đẹp nha cô chú anh chị ơi, thật sự là đẹp. Tiền nào của đó ha, không có thể so sánh một con xe vừa phải với một con xe cọp được. Cái này là bên trong của nó là ghế nhung nỉ còn nguyên rin nha. Nếu như mà không thích bộ da này thì lột bỏ đi là nó ló bộ ghế nhung ra mới tinh. Và cái tắp bi của nó là hầu như là nó len ken luôn. Cái này thì nó hơi bị bẩn theo quá trình là 5 tháng. Cái này là bên Tâm sẽ chịu trách nhiệm là chà rửa cho cô chú anh chị mình sạch bong lại. Mình nhìn cái này mình biết nè, gia chủ này là cũng thuộc mồ hôi tay dơ bốc lên đây nè, nó đen thùi lùi. Mình nhìn này mình biết nha, keo chỉ keo đồ là rin hết. Nếu mà cô chú anh chị mà có điều kiện để lên xem thực tế cái xe này á, là có một cái cảm giác phê liền, cực kỳ phê liền, chạy tao nói sướng, bao sướng luôn. Thì những cái gì mà cũng phải nó có liên quan thì mình mới nói ra một cái sự việc được, chứ không phải mà cứ nói khơi khơi là 62.000 nha. Bây giờ cô chú anh chị hãy chờ đợi Tâm một xíu, Tâm quay cái bản lời nè. Thứ nhất bản lời nè ha, thứ hai nữa là tất cả những con ốc nè ha, đó chưa tháo. Và cái ghế nhung bên trong là vẫn rin theo xe và rất là mới nha. Đó, bao ghế nhung bên trong là vẫn mới luôn. Và cái mấy cái này nè, cái nhựa này nè, nó còn mới toanh nè. Ốc này là chưa mở nha, ốc tán là chưa có mở con nào hết á. Mình nhìn cái tắp bi cửa nè. Và cái xe này được dán phim cách nhiệt, nhưng mà lâu ngày qua nhiều năm tháng là nó bong 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 lên nha. Mình nhìn cái tắp bi cửa nè, thật sự là đẹp ha cô chú anh chị ha.
thật sự là đẹp. Một cái tấp bi cửa thật sự là đẹp. Và túi khí an toàn đây ha. Một chủ mua mới luôn nha, chưa có sang tên đổi chủ gì hết. Cái đồng hồ của nó mà nó sáng cỡ này nè, cô chú anh chị mình nghĩ coi, coi cái xe này nó có đẹp không. Đó, đồng hồ nó sáng vậy luôn, chạy đúng 62.000. Cái này là cam kết cho cô chú anh chị mình đi kiểm tra tại hãng luôn nha. Mình nhìn cái cần số là mình cũng biết nè. Đó, cần số nó vậy nè. Thấy không? Rồi cái da của cần số nè. Rồi cái vô lăng nè. Đây cô chú anh chị thấy cái vô lăng không? Đây vô lăng. Đó, vô lăng. Chìa khóa còn hai cái, remote đầy đủ. Chưa có lên đồ chơi gì hết. Và mình nhìn mấy công tắc này cũng có thể đánh giá được phần nào nha cô chú chị. Nó giữ thần á, trần nỉ nguyên riêng ha. Đèn trần sáng rực, đèn trần rất là sáng và mới. Đồ đàn của nó đẹp quá đi. Bây giờ nhiều khi bán xe này rồi mấy mốt kêu Tâm ơi kiếm một chiếc giống vậy nữa không có. Lâu lắm rồi mới mua được con xe chạy quá ít. Và cũng thật sự là rin, rin, rin đét luôn, rin cứng khờ luôn. Tâm cho cô chú anh chị mình coi nha. Cũ số nè. Đó, 62.000 km. Vios E sản xuất năm 2012. Bản đủ 4 thắng đĩa ABS, túi khí an toàn, gương chỉnh và gập điện kết hợp xi nhan gương. Một con xe mà bây giờ có tiền cũng chưa chắc gì tìm được, bởi vì nó đi quá ít. 62.000 km. Mới lúc ban đầu mà anh em nó chào bán cho Tâm, Tâm cứ nghĩ là sẽ không có. Nhưng mà thực tế rồi Tâm mới cảm nhận được là có thật. Xe chạy 62.000 mà mua nay là 10 năm rồi. Đó, mua 10 năm rồi mà chạy có 62.000 km thôi. Nhưng mà nó có những cái minh chứng để cho mình công nhận được là cái xe này đúng chuẩn. Và gia chủ người ta cũng cam kết, mình thích thì mình đi chết hãng đi, sai thì trả xe lại cho người ta. Đó, cô chú anh chị mình thấy không? Mấy cái nút này mà chưa có mòn luôn. Đây là nút gập gương, gập gương auto. Rất là nhẹ và êm, không có nghe một tiếng gì hết. Tắp bi cửa khá là mới. Tắp bi cửa khá là mới nha cô chú anh chị. Mấy cái hốc cửa là chưa mở một con ốc nào hết. Và Tâm cho nhà mình coi thật là kỹ chi tiết con xe chạy 62.000 là nó như thế nào nha. 6.2 đó. Cũng lâu lắm rồi, 10 năm trời rồi. Sản xuất năm 2012 nha. Vios E bản đủ, bản lề 7 màu luôn, chưa mở một con ốc nào hết. Tâm mở capo, mở cốp sau cho nhà mình coi và cho nhà mình coi cái gầm luôn nha. Có cái áo trùm xe luôn đó cô chú chị ạ, có áo trùm xe luôn và cái tấm thảm này ở trên bàn thờ. Hốc đèn, hai cái hốc đèn, cái thùng, bánh xe cua, mâm đúc, mấy cái nhựa của cái thùng này mà nó còn nguyên hết, mà đâu có chiếc xe nào mà còn được cái nhựa này. Anh chị mình thấy ha, khá là mới, đèn đuốc sáng rực. Cái gầm của nó nè cô chú anh chị nè, đây gầm nè, vỏ nè, gầm nè. Một chủ mua mới nha, không có ngày nào dịch vụ kinh doanh gì đâu, cô chú anh chị hết sức là yên tâm nha. Cái này Tâm cam kết cho nhà mình luôn. Chạy 62.000 km cho con Vios E 2012. Bên Tâm bán là 285 triệu nha. 285 triệu cho con xe này là bên Tâm sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị mình. Một là rút hồ sơ, hai là ký ủy quyền. Đó, muốn ký ủy quyền cũng được, muốn rút hồ sơ luôn cũng được. Và hiện trạng là cái xe rất là mới, nước sơn rin còn nhiều. Sơn rin còn nhiều, 100% là không lỗi, chưa đụng một con ốc nào hết. Từ cửa, nẻo, cốp, máy, cái máy bụi không, capo chưa ra. Đây,
anh chị mình coi cabo chưa ra, keo chỉ nguyên rin. Xương dọc, xương ngang, ốc cabo chưa mở một con ốc nào hết. Và Tâm cam kết cho nhà mình bằng văn bản rõ ràng để cô chú anh chị mình có thể đi đến hãng để kiểm tra và chép nha. Sai Tâm chịu. Ốc còn chấm sơn kiểm định luôn. Và cái máy này nếu mà Tâm cam kết cho nhà mình luôn, nếu mà máy này mà Tâm rửa ra một cái nó mới thì thôi rồi luôn. Im ru à. Nè ví dụ này bụi không nè. Đó. Đó thấy không? Bụi không? Bụi thì qua quá trình sử dụng lâu ngày thì nó phải có bụi thôi. Còn riêng về vấn đề mà lỗi lầm là không có. Và máy nguyên riêng và chưa mở một con ốc nào hết. Đây là một cái điều Tâm rất là tự hào về sản phẩm này. Nếu như cô chú anh chị mà được sở hữu nó và Tâm bán cho cô chú anh chị là Tâm cũng rất là yên tâm và tự hào. Mấy cái ốc nắp cò này là chưa bao giờ mở nha. Và còn chấm sơn kiểm định hết nha cô chú anh chị. Máy riêng dữ dằn, Tâm sẽ rửa ra cho cô chú anh chị mình coi. Và khi mà bán cái xe này cho cô chú anh chị là Tâm cam kết là bằng văn bản là xe nguyên rin, odo đúng chuẩn, chưa bao giờ mà dọn dẹp hay là sửa chữa bất cứ một cái thứ gì hết. Ngoài bốn cái vỏ xe là chưa thay bất cứ một cái giống gì hết. Cam kết cho cô chú anh chị mình bằng văn bản xe nguyên rin không lỗi, máy 100% là chưa đụng một con ốc, không đâm đụng, không tai nạn ngập nước. Và cam kết cho cô chú anh chị mình bằng văn bản rõ ràng và bảo hành động cơ là 6 tháng sử dụng. Nếu như cô chú anh chị mà có nhu cầu bán lại thì bên Tâm sẽ nhận lại xe ngay và luôn, không có òn ẹn gì hết. Cô chú anh chị hãy gọi điện ngay theo số điện thoại là 0974 835522 hoặc là 0917 215512 và đến bằng Google là đi theo là đại lý ô tô Di Tâm Bình Dương hoặc là đến Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cũng ở gần nhà mình ở đó luôn, nhà mình gần ủy ban. Đó, cô chú anh chị có thể gọi điện nhắn tin hoặc là kết bạn Zalo, bên Tâm sẽ gửi vị trí và gửi hình ảnh cụ thể, video hình ảnh cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo. Con xe Vios E cực kỳ là cọp và hiếm luôn, là 285 triệu nha cô chú anh chị bà con. Nếu mà yêu mến sản phẩm thì hãy gọi lại cho Tâm ạ. Tâm xin kết thúc video, xin chào tạm biệt.